Mình nhờ xin kính chào quý khán thính giả, chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình thời sự của Bút TV. Kính thưa quý vị, chúng tôi muốn tiếp tục gửi tới quý vị những tin tức nóng bỏng ngoài biển Đông liên quan đến bãi Tư Chính. Các chuyên gia nước ngoài, học giả và những giới phân tích liên quan đến tin tức này đã kêu gọi Việt Nam cần công bố chi tiết và đừng hạn chế báo chí về sự việc này. Tổ chức CSIS ở Washington DC của Mỹ đã đưa tin về hoạt động quấy nhiễu của Trung Quốc nhắm vào Việt Nam tại bãi tư chính trong biển, biển của Biển Đông. Giáo sư Can -er, thuộc Đại học New South Wales cũng nhận định về sự kiện này rằng Đây là một điều hết sức đáng tiếc và Việt Nam nên công bố chi tiết đừng hạn chế báo chí. Chỉ có những ai, chỉ có những thế lực nào đằng sau đó có điều khuất tất mới không dám công bố sự thật để cho người dân lên tiếng đòi hỏi quyền chính đáng của họ. Theo nhà nghiên cứu và phân tích chính trị Việt Nam và bang giao quốc tế giáo sư Can Thayer, tin tức về cuộc đối đầu giữa lực lượng cảnh sát biển Trung Quốc và Việt Nam hiện giờ chưa nhiều. Tuy nhiên, rõ ràng là đã có điều gì đó đang xảy ra giữa Việt Nam và Trung Quốc trong vùng biển này và Việt Nam có vẻ đã phản ứng mạnh mẽ trong cuộc phỏng vấn với đài BBC Việt ngữ hôm 18 tháng 7, giáo sư Can nói rõ về điều mà ông gọi là phản ứng mạnh mẽ này. Giáo sư Cantayer nói, những nhận xét này đề cập đến cuộc đối đầu giữa bốn tàu cảnh sát biển Việt Nam và hai tàu hải cảnh của Trung Quốc, một tàu khổng lồ trên 10.000 tấn và một tàu khảo sát địa chấn hơn 2.000 tấn. Mặc dù các tàu cảnh sát biển Việt Nam có trọng lượng nhẹ hơn nhiều, nhưng chúng được báo cáo là đã đứng vững. Sau đó, các báo cáo không chính thức được chưa xác định được qua phương tiện truyền thông xã hội lên tiếng, cho biết đã có một loạt đụng độ giữa lực lượng bảo vệ bờ biển của hai nước và cảnh sát biển Việt Nam đã được chuẩn bị tốt hơn so với năm 2014. Như chúng tôi đã đăng tải thông tin, trích dẫn từ Naval News cho biết phía Trung Quốc đã bắn 6 quả đạn pháo vào Biển Đông, không biết có phải là bắn về phía bãi tư chính hay không. Nhưng thông tin mà chúng tôi nhận được cho thấy một binh sĩ của Hải quân Việt Nam đã từ trận và người đó đang làm việc trên quần đảo Hoàng Sa hay Trường Sa của Việt Nam. Nhưng báo chí trong nước không loan tải thông tin về nhân vật này. Nhưng ít ra, sự chống trả của phía Việt Nam đối với sự hung hãn của Trung Quốc cũng là một điều đáng ghi nhận và dường như có vẻ phía Việt Nam đã tự tin hơn so với năm 2014 và có một hậu thuẫn nào đó. Trả lời cho câu hỏi trong trường hợp các báo cáo về sự đối đầu hay đụng độ theo một số tường thuật giữa cảnh sát biển trung quốc và việt nam được chính phủ việt nam và truyền thông việt nam xác nhận ông có nghĩ sẽ có những cuộc biểu tình lan rộng như cuộc biểu tình chống trung quốc nổ ra năm ngoái khi quốc hội xem xét về dự luật đặc khu không nhiều người cho rằng có lẽ sẽ không thể có biểu tình trong tình trạng việt nam đang mạnh tay đàn áp những nhà bất đồng chính kiến ông nghĩ sao về điều này giáo sư kantayer nói rằng Việc đàn áp những người bất đồng chính kiến là nhắm vào một vài cá nhân bày tỏ quan điểm của họ trên phương tiện truyền thông xã hội. Các cuộc biểu tình rầm rộ nổ ra năm ngoái liên quan đến dự luật và các khu vực hành chính và đặc kinh tế đặc biệt đã lan rộng sau khi có tin đồn Trung Quốc sẽ được cho thuê đất trong vòng 99 năm ở những khu vực nhạy cảm với an ninh quốc gia. Mặc dù Luật an ninh mạng mới sẽ có hiệu lực lớn lên các cuộc biểu tình, nhưng luật này không đủ để ngăn chặn các cuộc biểu tình công cộng tự phát trên khắp Việt Nam. Tôi vừa đọc một báo cáo của một blogger đăng bài chi tiết về sự đối đầu trên biển Đông, rằng tài khoản Facebook của người ấy đã bị gián đoạn. Chính phủ Việt Nam tuy nhiên sẽ không thể ngăn chặn và không thể đặt tường lửa những tường trình về cuộc đối đầu này một khi nhiều chi tiết hơn được công bố qua trả lời của giáo sư can thayer chúng ta có thể nhận thấy rằng cho dù nhà nước việt nam đặc biệt những người trong hệ thống tuyên giáo như võ văn tưởng hay nguyễn mạnh hùng có cố gắng đặt tường lửa có cố gắng ngăn chặn thì sẽ có người này người kia loan tải những thông tin chỉ có điều bây giờ chúng ta đang còn quá ít những thông tin được công bố khi được hỏi chủ tịch tập cận bình của trung quốc có ngụ ý gì khi nói với chủ tịch quốc hội việt nam nguyễn thị kim ngân rằng hai nước nên bảo vệ hòa bình và ổn định hàng hải bằng các hành động cụ thể. Vậy những hành động cụ thể mà Trung Quốc đã thực hiện là gì và hành động cụ thể mà ông Tập Cận Bình muốn chính phủ Việt Nam làm là gì? Trả lời thắc mắc này, giáo sư Cantayer bình luận rằng Trung Quốc luôn luôn muốn Việt Nam cùng tham gia hợp tác với các công ty liên doanh hoạt động trong vùng của Biển Đông như một cách để giải quyết các tuyên bố pháp lý của Việt Nam đối với chủ quyền, quyền tài phán và với các tài nguyên biển và đáy biển trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Cụm từ hành động cụ thể mà Trung Quốc dùng cũng có nghĩa là Việt Nam không nên đưa ra những tuyên bố công khai về chủ quyền không thể chối cãi của họ đối với các thực thể ở vùng Biển Đông. Nói một cách khác, Trung Quốc muốn nhắn Hà Nội nên chấp nhận các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc bằng cách kiềm chế các cuộc đối đầu và kiềm chế việc đưa ra các tuyên bố công khai về chủ quyền mà phía Việt Nam nói là không thể chối cãi của họ. Giáo sư Cantayer cũng nhận định rằng nếu như phía Việt Nam chấp nhận điều kiện đó thì phía Trung Quốc sẽ ít có những hành vi sách nhiễu hơn. Nhưng khi được hỏi ông nghĩ chính phủ Việt Nam nên làm gì trong việc chính thức lên tiếng về vụ bãi tư chính cũng như việc chỉ ra chỉ thị cho truyền thông Việt Nam nhất là trong bối cảnh sự kiện này đã được thảo luận rộng rãi trên các phương tiện truyền thông xã hội và việc báo chí Việt Nam không đưa tin tự nó cũng là một vế vấn đề đang được bàn cãi Giáo sư Cantheer nói Trước tiên, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam nên ban hành một tuyên bố chi tiết về những gì đã thực sự diễn ra ở Biển Đông Kể từ ngày 3 tháng 7 khi một tàu khảo sát của Trung Quốc bắt đầu hoạt động và làm rõ liệu hoạt động này có diễn ra trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam hay theo có một sự vi phạm nào đó theo UNCLOS, Trung Quốc không thể thực hiện các khảo sát thủy văn tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam mà không có sự cho phép của nước này. Việt Nam cũng nên cung cấp chi tiết về phản ứng của mình thông qua các kênh ngoại giao tại Hà Nội và Bắc Kinh. Có phải Việt Nam đã chính thức phản đối? Nếu vậy, căn cứ pháp lý và chính trị của sự phản đối là gì? Việt Nam cũng nên cung cấp chi tiết về những chỉ thị đã ban hành cho các tàu cảnh sát biển Việt Nam trên trạm và những thông điệp họ trao đổi với cảnh sát biển Trung Quốc. Việt Nam cũng cần vạch ra những điều mà họ chủ trương để giải quyết cuộc đối đầu đang được đưa tin này một cách hòa bình. Cũng như chi tiết Trung Quốc đã cho thấy sự sẵn sàng để thảo luận về vấn đề này chưa. Phía Việt Nam cũng nên loại bỏ bất kỳ hạn chế nào đối với báo chí và truyền thông trong nước trong việc tường trình chính xác về những diễn biến đang xảy ra. Các phương tiện truyền thông nên được tự do liên hệ với giới chuyên gia trong và ngoài nước để hỏi ý kiến và quan điểm của họ về vấn đề nghiêm trọng này. Thật vậy, Việt Nam nên mời các truyền các cơ quan truyền thông nước ngoài lên các tàu cảnh sát biển việt nam trong khu vực để có thể chứng kiến tận mắt về những gì đang diễn ra từng ngày việt nam cũng nên nhắc lại rằng tình trạng đối đầu này chính xác là vấn nạn mà bộ quy tắc ứng xử biển đông asean trung quốc được lập ra để ngăn chặn các giải quyết và sẽ có phương án để giải trừ cuối cùng việt nam nên kêu gọi các quốc gia trong khu vực và các thành viên khác của cộng đồng quốc tế hỗ trợ việt nam duy trì các quyền của mình theo UNCLOS về luật biển năm 1982. Đồng thời, chúng ta cũng nhận ra rằng phía Việt Nam từ trước đến nay không bao giờ từ bỏ tham vọng, nhưng liệu các nhà lãnh đạo Việt Nam có từ bỏ tham vọng lãnh đạo toàn diện và trọn đời hay chăng? Nếu những nhà lãnh đạo Việt Nam như ông Nguyễn Phú Trọng biết từ bỏ đi chiếc ghế của mình thì có lẽ mỗi ngày sẽ cải thiện hơn nhưng xem ra khi một người mà đã ngồi hai ghế thì khó lòng mà thay đổi những vấn đề sâu xa cũng cần nhắc lại rằng ông nguyễn phú trọng được coi là người đứng đầu quân ủy trung ương nắm giữ tất cả những quyền sinh quyền sát kể cả là phạm bình minh hay bất kể ai đều phải thông qua ý kiến của ông nguyễn phú trọng khi đưa ra những vấn đề Cần bàn luận bên ngoài xã hội Việt Nam nếu giới quân sự của Việt Nam có đầu óc biết tính toán khôn khéo lựa chọn bạn mà chơi có lẽ chúng ta sẽ có phương án để giải quyết câu chuyện của Trung Quốc trên biển Đông có những người đề nghị rằng phía Việt Nam cần phải gần hơn cần phải có những động thái mạnh mẽ hơn trong việc bày tỏ và kêu gọi Mỹ tham gia vào những vấn đề trên biển Đông một điều mà xưa nay phía Mỹ vẫn luôn cố gắng để làm là một sự hiện diện. Kể cả trong trường hợp Trung Quốc tập trận thì phía Mỹ vẫn hiên ngang đi qua. Đó là những hình thức mà xưa nay hải quân của Mỹ đã làm để thể hiện sự hiện diện của họ trên vùng biển này. Việt Nam không nên bỏ lỡ những cơ hội này để làm thắt chặt mối quan hệ với phía Mỹ, một điều mà đến phía Trung Quốc cũng không thực sự hài lòng. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.